Sách này nói chung là Phương đi rất là tâm đắc, tại vì cái này nó vừa lạ mà nó vừa độc, nó độc lạ. Những cái gì mà độc lạ thì mình có là khách họ khoái à quý vị ơi. Khi mọi người mua, mọi người về, mọi người sơ không khác gì gel polish hết đó, nhưng mà bên trong nó có cái pigment, nó vừa thay đổi nhiệt độ mà lại vừa được thêm cái phần phát sáng. Phát sáng nếu mà quý vị muốn nó phát sáng liền, phát sáng ngay á, thì quý vị bỏ dán đèn LED để cho nó hấp thụ ánh sáng đủ, bắt đầu mình vô phòng tắt điện là mình sẽ thấy nó phát sáng. Còn ví dụ mình mới sơn xong cái mình chưa đầy mấy phút, ánh sáng nó chưa hấp thụ được, nó chưa thị tẩm được, thì khi mà nó chưa thị tẩm được á thì nó chưa phát sáng. Hiểu không? Cái đoạn thị tẩm xong rồi mới phát sáng được luôn. Rồi xong rồi bắt đầu ví dụ khách họ muốn phát sáng ở nhà thì làm sao? Họ đeo cái bộ móng đó nguyên một ngày thì ánh sáng nó sẽ hấp thụ rồi, nên mọi người khỏi cần phải lo cho khách. Vô là tắt điện là auto sáng. Noel làm được, New Year làm được, Halloween làm được, ngày nào cũng làm được, ngày thường cũng làm được, sáng làm được, tối làm được, trưa làm được, tôi nói làm 24 tiếng đều được. Đó, ok chưa? Rồi, lên cho em mã 144 nha quý vị, nhanh tay gọn lẹ giùm em còn có 3 set thôi nè. Đây, màu quá đẹp chưa? Xuất sắc luôn quý vị ơi, nó lên nó phát sáng trong đêm kìa. Quý vị muốn phát sáng kiểu nào cũng được hết, nó có ánh sáng xanh và ánh sáng hồng, và thậm chí nó có ánh sáng vàng nữa, tùy vô cái màu của nó. Đó, và màu của nó là mọi người nào không bị vón cục nè. Và khi mình sơn lên nó rất là êm và mượt, cái gel này là gel mới, không có hàng cũ đâu. Nên thành ra mọi người mua về nha, nói là hàng sale sợ bị hư không, em không hề. Thu chi nào cũng đi đền chay đó, hàng mới, new, nhưng mà giá sale.